Thưa quý vị, mặc dù có những khó khăn bất tiện khi tiếp tục thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó thêm 10 ngày nữa, tuy nhiên với sự thấu hiểu, chia sẻ và mong muốn thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh, người dân thành phố cũng bày tỏ sự đồng lòng quyết tâm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của thành phố. Nhà nào thì ở với nhà đó, thực hiện cái chủ trương của thành phố và cũng mong muốn rằng trong cái 10 ngày tới thì mong muốn các cái cơ quan chức năng về lương thực thực phẩm thì đảm bảo được cái cung cấp cho nhân dân kịp thời để nhân dân có thể yên tâm ở nhà. Biện pháp này rất là hợp lý để đẩy lùi những F0 ra khỏi cộng đồng. Với sự đồng thuận của trăm nhân dân thì thành phố đã chọn quyết định như vậy là rất là đúng đắn, cho nên người dân rất là đồng tình và ủng hộ trong vấn đề của nhân dân cách thêm 10 ngày nữa để chúng ta lùi hết F0 ra khỏi cộng đồng. Người dân xung quanh đây là cũng gặp nhiều khó khăn về cái kinh tế, về làm ăn. Nhưng mà trước cái tình hình dịch bệnh phức tạp thì không còn cách nào khác thì phải chấp nhận giãn cách thêm 10 ngày để cho dịch bệnh nó lắng xuống và trở lại cuộc sống bình thường mới. Cũng rất mong là chính quyền cung cấp hỗ trợ lương thực kịp thời cho người dân. Tình hình dịch bệnh rất phức tạp, cho nên là dân rất hưởng ứng dẫn thêm giãn cách 10 ngày nữa. Cũng muốn thành phố được xét nghiệm, sàng lọc được bệnh F0 với F1 và để cho bệnh dịch mau tiêu tan để mình trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.